Nam mô A Di Đà Phật. Con chào tất cả các bà, cô chú, anh chị cùng tất cả các bạn đã trở lại kênh YouTube Ca Vlog nha. Thì cả nhà ơi, hôm nay mình đến đây thì mình đem máy niệm Phật lại, mình khuyên bà niệm Phật nha cả nhà. Còn cái chuyện mà hai đứa con thì từ từ mình gặp thì mình tính, còn không gặp thì cũng không biết làm sao. Bây giờ thì mình mời Quang Linh người mẹ này ra. Rồi mình sẽ niệm Phật với Quang Linh này. Và cả nhà hãy cùng niệm Phật với đổi nha cả nhà. Bây giờ mình đặt bằng cúng. Mấy ngày nay trời mưa hoài mà được con cái đầu khoảng 3 giờ sáng, 2, 3 giờ sáng ông mới mưa. Chắc mẹ ông chuyển cho ông mưa. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Cô ơi, cô có thể ra đây gặp con được không cô? Con với cô niệm Phật cô ơi. Cô ra đây đi. Rồi, con chào cô. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ con xin lỗi là con chưa có gặp hai đứa con của cô nè. Nhưng mà bây giờ thay vì con tìm kiếm để con giải thích thì trước sau vậy con, nếu con gặp thì con sẽ giải thích giùm cô. Còn bây giờ con mong cho cô được nhẹ nhàng cái linh hồn của mình hơn. Con muốn khuyên cô là niệm Phật. Thì cô xuống đây với con ha. Cô xuống đây với con. Cô ngồi xuống.
cô có thể xếp bằng được là hoa lại hay, hay không, cô đừng ngồi vậy. Rồi, sao cũng được, vậy ngồi vậy cũng được rồi. Đó là giờ như thế này. Thì con á, thì con không có thể là con niệm liên tục với cô được. Con sẽ niệm trong tâm. Con sẽ dùng chiếc máy này để mà phát lên 6 chữ Di Đà. Rồi cô cứ nghe theo và niệm theo. Thì con với cô cùng niệm theo 6 chữ Di Đà khi chiếc máy này nó phát ra. Con mong cô gắng niệm. Tại vì chỉ có niệm Phật thì mới nhanh chóng giúp được vong linh giải thoát. Con tha thiết là khuyên cô bây giờ mình niệm Phật nha. Giờ mình cùng niệm Phật nha cô. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Con thấy bà niệm Phật cũng hơi khó. Thôi như thế này, con sẽ để cái máy đây chút xíu. Bà cứ... Thôi giờ bà cứ yên tâm đi, con nhất định con sẽ giúp bà. Chừng nào bà tâm trí và tâm tốt rồi, không còn sự hiểu lầm nữa, chắc chắn bà sẽ niệm Phật được. Đó. Thôi bây giờ bà cứ trở lại cái thân cây đó. Rồi từ từ, mỗi ngày niệm Phật nha. Gán niệm Phật đi rồi sẽ được giải thoát thôi. Cuộc sống của cô sẽ hết khổ. Đó. Cuộc sống của linh hồn sẽ không còn khổ nữa nha. Bây giờ con đi ngoài một chút xíu thôi. Một chút xíu bà ở đây bà gán bà nghe nha. Cố gắng niệm Phật nha. Con về cũng hơn nhiều rồi. Con sợ là hồi con chạy không kịp. Con hẹn bà lần sau nha. Cố. Nó quên leo mít còn nói leo mít cái nhà không nghe nói gì. Ah!
Giờ cái nhà ai đỏ xin dừng video nha cả nhà. Thì nói chung ra thì lần sau thì đi, nếu như mình đi bất cứ chỗ nào thì cũng đổi tên hai người con trai, ý một người con trai một con gái, để mà hy vọng là gặp được. Mà nó nhỏ nhỏ nha cả nhà, nếu như mình gặp là mình sẽ giữ lại. Thôi giờ mình xin dừng video, hẹn cả nhà một clip tiếp theo. Bye bye nha cả nhà.